Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Những điểm khác biệt giữa việc nói câu chữ đạo lý và thực tế lẽ thật. Trích đoạn. Thực tế lẽ thật là gì? Thực tế lẽ thật chỉ việc gì? Chỉ việc thực hành lẽ thật. Khi con người đã hiểu được lẽ thật và có thể đem ra thực hành, thì lẽ thật sẽ trở thành thực tế và sự sống của con người. Khi con người sống theo lẽ thật thì có thực tế lẽ thật. Nếu con người chỉ biết nói câu chữ đạo lý mà không đưa lẽ thật vào thực hành, thì không có thực tế lẽ thật. Khi nói câu chữ đạo lý, dường như họ hiểu lẽ thật, nhưng lại chẳng thực hành được chút nào. Điều này chứng tỏ họ không có thực tế lẽ thật. Vậy làm thế nào để bước vào thực tế lẽ thật? Chính là áp dụng lời Đức Chúa Trời vào đời sống hiện thực. Hiểu biết lẽ thật trong quá trình trải nghiệm và thực hành lời Đức Chúa Trời. Không phải cảm tính, mà là có trải nghiệm thực tế và hiểu biết thật sự. Đã có thể làm việc theo nguyên tắc. Đây chính là đã bước vào thực tế lẽ thật. Vậy hiện tại các ngươi đã có trải nghiệm và hiểu biết thật sự về những lẽ thật nào? Các ngươi có loại cảm giác lẽ thật biến thành sự sống đó không? Nếu lấy ra một đoạn lời Đức Chúa Trời, bất kể lẽ thật ở khía cạnh nào, có thể đối chiếu với bản thân, chúng hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của mình. Trong lòng các ngươi rất xúc động. Các ngươi cảm thấy lời Ngài đã chạm đến sâu thẳm lòng mình. Lời Ngài nói rất đúng đắn, khiến các ngươi tâm phục khẩu phục, có hiểu biết về tình trạng của bản thân. Hơn nữa, còn biết cách thực hành thế nào để hợp tâm ý Đức Chúa Trời. Bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời như vậy, các ngươi sẽ được hưởng lợi từ lời Ngài, được khai sáng và soi sáng, được cung cấp, sau đó tình trạng được xoay chuyển. Các ngươi cảm thấy lời Ngài thật hay. Các ngươi rất vui, rất thỏa mãn và cảm thấy mình đã có hiểu biết về lời Ngài. Đã hiểu đoạn này của lời Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì, đã biết cách trải nghiệm và thực hành lời Ngài. Các ngươi có thường xuyên cảm thấy như vậy không? Có. Vậy sau khi có cảm giác này, các ngươi có cảm thấy mình đã đạt được lẽ thật từ đoạn này của lời Đức Chúa Trời không? Không. Nếu đã không đạt được, thì cảm giác này chỉ là cảm tính, là xúc động nhất thời. Có một chút thu hoạch hoặc một vài lối vào không có nghĩa là ngươi đã hiểu được lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật, mà đây chỉ là trải nghiệm ban đầu, chỉ là hiểu ý trên mặt chữ của lẽ thật. Đi từ hiểu lẽ thật đến bước vào thực tế lẽ thật là một quá trình phức tạp và phải trải qua một khoảng thời gian tương đối dài. Từ việc hiểu câu chữ đạo lý đến thực sự hiểu lẽ thật, không phải chỉ trải nghiệm một đôi lần hay dăm ba lần là có thể đạt được hiệu quả. Trải qua một lần chỉ có được một chút thu hoạch, nhưng trải qua nhiều lần mới có được thu hoạch thật sự, mới có thể đạt được hiệu quả hiểu lẽ thật. Giống như suy xét về một vấn đề, suy xét một lần chỉ có một chút sáng tỏ, nhưng suy xét nhiều lần sẽ có được thu hoạch lớn hơn và có thể nhìn thấu sự việc. Nếu như suy xét vài năm, người sẽ hoàn toàn nhìn thấu được nó. Vậy muốn đạt được hiểu biết về lời Đức Chúa Trời, hiểu được lẽ thật, không đơn giản chỉ cần trải nghiệm vài lần là được. Đã bao giờ các ngươi có trải nghiệm và thể nghiệm như vậy chưa? Có lẽ ai cũng có một chút. Khi mới trải nghiệm lời Đức Chúa Trời sẽ có phần sáng tỏ, nhưng hiểu biết còn nông cạn. Cũng tương tự như việc hiểu đạo lý, chẳng qua là cảm giác có chút thực tế hơn và không thể giải thích rõ ràng trong một hai câu.
thông công ra thì khiến người ta cảm thấy thực tế hơn một chút so với câu chữ đạo lý. Nếu trải nghiệm sâu hơn chút nữa, có thể kể ra một vài chi tiết, thì cảm giác sẽ thực tế hơn rất nhiều. Tiếp tục trải nghiệm thêm một khoảng thời gian nữa, có thể nói ra hiểu biết thực sự thì chính là đã từ lời nói cảm tính nâng lên thành lời nói lý tính rồi. Đây mới thực sự là hiểu được lẽ thật. Tiếp tục thực hành trải nghiệm lời Đức Chúa Trời là có thể nắm bắt được nguyên tắc của lẽ thật và biết làm thế nào để thực hành lẽ thật. Đây mới là bước vào thực tế lẽ thật. Lúc này, khi nói ra lời chứng trải nghiệm, người ta nghe xong sẽ cảm thấy đây là thực tế và khen ngợi không ngớt. Đạt đến trình độ này thì lời Đức Chúa Trời đã trở thành thực tế sự sống của người ta rồi. Người như vậy mới có thể nói là đã đạt được lẽ thật. Đây là quá trình đơn giản để trải nghiệm lời Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật. Mà nếu không mất vài năm hay mười mấy năm phấn đấu thì không thể đạt được. Khi bắt đầu trải nghiệm và thực hành lời Đức Chúa Trời, con người đều nghĩ quá đơn giản. Nhưng khi xảy ra chuyện lại không biết phải đối mặt và giải quyết như thế nào. Muôn vàn khó khăn phát sinh, quan niệm và tưởng tượng cũng xuất hiện và gây trở ngại. Tâm tính bại hoại còn lộ ra và gây nhiễu loạn. Khi gặp phải trắc trở và thất bại thì không biết phải trải nghiệm như thế nào. Người có tâm tính bại hoại đều rất yếu đuối và dễ trở nên tiêu cực. Khi bị công kích, phỉ báng và phán xét thì dễ suy sụp không gượng dậy được. Nếu như những vấn đề này đều có thể mưu cầu lẽ thật để giải quyết và nương nhờ vào Đức Chúa Trời để đứng vững, thì chính là có thể dấn thân vào con đường theo đuổi lẽ thật. Nếu như con người không quan tâm đến lẽ thật và không coi lẽ thật như một thứ quý giá để trải nghiệm và đạt được, thì người đó sẽ không có sức mạnh trong việc thực hành lẽ thật, sẽ suy sụp và trì trệ khi gặp chút khó khăn. Người như vậy là kẻ hèn nhát và sẽ không dễ dàng có được lẽ thật. Lời của Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, là sự sống mới, được Ngài ban cho con người. Vậy mục đích con người tiếp nhận lẽ thật là gì? Đó là đạt được lẽ thật và sự sống, lấy lẽ thật làm sự sống của chính mình để trải nghiệm. Trước khi lẽ thật trở thành sự sống, việc tiếp nhận lẽ thật chủ yếu là để giải quyết vấn đề tâm tính bại hoại. Giải quyết những tâm tính bại hoại nào? Chủ yếu giải quyết những thứ như phản nghịch, quan niệm, tưởng tượng, kiêu ngạo và tự phụ, ích kỷ và đê tiện, lươn lẹo giả dối, qua loa chiếu lệ, vô trách nhiệm, không có lương tâm và lý trí, vân vân. Kết quả cuối cùng là gì? Chính là có thể làm một người trung thực, vâng phục Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời vĩ đại, tôn thờ Ngài, trung thành với Ngài, có lòng yêu thật sự và có thể đạt đến vâng phục cho đến chết. Người như vậy là đã sống ra hình tượng giống con người thực sự và đã trở thành người có lẽ thật, có nhân tính rồi. Đây là cảnh giới cao nhất đạt được khi mưu cầu lẽ thật. Vậy phải ăn uống và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời như thế nào mới có thể giải quyết những tâm tính bại hoại của con người? Đây không phải là chuyện đơn giản. Tâm tính bại hoại là vấn đề thật sự tồn tại. Thông thường có thể tự nhiên bộc lộ ra trong đời sống hiện thực của con người. Bất kể con người có gặp phải vấn đề gì hay làm việc gì thì đều có tâm tính bại hoại bộc lộ ra. Ví dụ như, bất kể con người có nói gì, có làm chuyện gì, thì phần lớn thời gian họ đều có mục đích ngầm trong lòng. Việc con người có thật sự nói năng, hành động như thế không hay là giả vờ, bên trong ẩn giấu thứ gì, có mưu đồ gì, người sáng mắt đều có thể cảm nhận được.
Vậy những thứ này có phải tự nhiên bộc lộ ra không? Con người có thể che giấu nổi không? Ngay cả khi con người không nói năng, không hành động thì lúc gặp vấn đề đều có phản ứng. Đầu tiên chính là bộc lộ thông qua vẻ mặt, rồi từ lời nói và hành động sẽ lộ ra càng nhiều hơn. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, chỉ có kẻ ngớ ngẩn, kẻ ngốc mới không biết phân biệt. Có thể nói rằng, việc con người bộc lộ sự bại hoại là rất bình thường. Đây đều là vấn đề thực tế tồn tại ở mỗi con người. Đức Chúa Trời bày tỏ bao nhiêu lẽ thật như vậy trong công tác của Ngài ở thời kỳ sau Rốt vì mục đích gì? Ngài bày tỏ chính là để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, để giải quyết căn nguyên phạm tội của con người, để cứu rỗi con người thoát khỏi việc bị Satan làm cho bại hoại, để khiến con người đạt được sự cứu rỗi và thoát khỏi quyền thế của Satan. Hơn thế nữa, Ngài còn bày tỏ để ban cho con người sự sống, lẽ thật và con đường. Nếu con người tin Đức Chúa Trời nhưng không tiếp nhận lẽ thật, thì tâm tính bại hoại sẽ không thể được làm cho tinh sạch, và thế là không có cách nào đạt được sự cứu rỗi. Thế nên, người thật lòng tin Đức Chúa Trời đều sẽ bỏ công dốc sức trong việc thực hành, trải nghiệm lời Ngài, đều sẽ phản tỉnh và biết mình về tâm tính bại hoại bộc lộ ra, đều sẽ tìm kiếm lẽ thật trong lời Ngài để giải quyết tâm tính bại hoại của bản thân. Người yêu lẽ thật khi đọc lời Đức Chúa Trời đều chú trọng vào việc phản tỉnh và biết mình. Họ cảm thấy lời Ngài như một mặt gương phơi bày hết dáng vẻ bại hoại xấu xa của bản thân. Như vậy chính là đã tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời từ trong lời Ngài, dần dần giải quyết tâm tính bại hoại của bản thân. Khi thấy tâm tính bại hoại của mình bộc lộ ít đi, khi đã có sự vâng phục thật sự với Đức Chúa Trời, thì họ sẽ cảm thấy thực hành lẽ thật dễ dàng hơn nhiều, không có khó khăn nữa. Lúc này họ sẽ thấy bản thân đã có thay đổi thực sự, trong lòng nảy sinh lời ngợi khen thật sự với Đức Chúa Trời. Là Đức Chúa Trời toàn năng đã cứu rỗi mình thoát khỏi sự ràng buộc và kìm kẹp của tâm tính bại hoại, thoát khỏi quyền thế của Satan. Đây đều là kết quả đạt được khi trải nghiệm sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời. Nếu con người không biết trải nghiệm sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời, thì tâm tính bại hoại sẽ không bao giờ có thể được làm cho tinh sạch. Con người cũng không có cách nào thoát khỏi quyền thế của Satan. Có rất nhiều người không yêu lẽ thật. Tuy họ cũng đọc lời Đức Chúa Trời, cũng nghe giảng đạo, nhưng sau đó những lời nói ra đều là câu chữ đạo lý. Kết quả là đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, mà tâm tính bại hoại vẫn không được giải quyết chút nào. Vẫn là một tên ma quỷ Satan trời sinh như cũ. Bọn họ tưởng rằng chỉ cần có thể truyền bá lời Đức Chúa Trời, chỉ cần có thể thuộc lòng, có thể thông công với người khác đôi lời của Ngài, chỉ cần biết giao giảng rất nhiều câu chữ đạo lý, chỉ cần có thể hiểu đạo lý, biết kiềm chế bản thân là đã có thể giải quyết tâm tính bại hoại rồi. Kết quả là đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm mà tâm tính sự sống không hề có chút thay đổi nào, đều không thể nói ra lời chứng trải nghiệm. Thế là họ chết điếng. Đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm mà hai tay vẫn trống không, chẳng đạt được chút lẽ thật nào, sống phí hoài bao nhiêu năm như thế, phí phạm thời gian. Hiện nay, rất nhiều kẻ lãnh đạo giả, chấp sự giả chính là như vậy. Họ chỉ chú trọng công tác giảng đạo mà không bỏ công dốc sức trong việc thực hành trải nghiệm lời Đức Chúa Trời. Vậy con đường họ đi có phải con đường mưu cầu lẽ thật không? Tuyệt đối không phải. Thực tế quan trọng nhất của việc tin Đức Chúa Trời là gì?
chính là thực hành lẽ thật. Thực hành lẽ thật quan trọng nhất là gì? Có phải là trước hết phải nắm được nguyên tắc không? Vậy nguyên tắc là gì? Nguyên tắc chính là khía cạnh thực tế của lẽ thật, chính là tiêu chuẩn có thể đảm bảo kết quả. Nguyên tắc chính là đơn giản như vậy đấy. Nhìn từ mặt chữ của lời Đức Chúa Trời, người cảm thấy câu nào cũng là lẽ thật. Nhưng người không biết làm thế nào để thực hành lẽ thật, chính vì không hiểu nguyên tắc của lẽ thật là gì. Người cảm thấy lời Đức Chúa Trời nói ra hoàn toàn đúng đắn và chính là lẽ thật. Nhưng người không biết khía cạnh thực tế của lẽ thật là gì, nhằm vào tình trạng gì, nguyên tắc ở đây là gì, con đường thực hành là gì. Người không nắm bắt được, người không hiểu. Điều này chứng tỏ người không hiểu lẽ thật mà chỉ hiểu đạo lý. Nếu người thật sự cảm nhận được thứ mình hiểu chỉ là đạo lý, thì người phải làm thế nào đây? Chính là phải tìm kiếm lẽ thật. Trước hết, phải cảm nhận được chuẩn xác khía cạnh thực tế lẽ thật. Thấy được thực tế rõ rệt nhất ở khía cạnh nào? Phải làm sao để thực hành bước vào thực tế này? Cứ tìm kiếm mò mẫm như vậy thì có thể tìm được con đường. Cho đến khi người đã nắm giữ nguyên tắc và sống thể hiện ra thực tế này rồi, thì chính là đã đạt được lẽ thật rồi đấy. Đây là mưu cầu lẽ thật có thành quả. Nếu trong rất nhiều lẽ thật, ngươi đều có thể nắm bắt được nguyên tắc và đưa một phần lẽ thật vào thực hành, thì ngươi đã có được thực tế lẽ thật và sự sống rồi. Bất kể tìm kiếm khía cạnh nào của lẽ thật, một khi ngươi đã nắm bắt được đâu là thực tế của lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời và yêu cầu của Ngài là gì, thì ngươi đã thật sự hiểu rồi. Nếu có thể tiếp tục trả giá và đưa lẽ thật vào thực hành, thì ngươi đã có được lẽ thật này rồi. Trong khi có được lẽ thật này, tâm tính bại hoại của ngươi sẽ được giải quyết từng chút một, và lẽ thật này sẽ hoạt động ngày càng sâu trong ngươi. Ngươi có thể đưa thực tế của lẽ thật vào thực hành, dựa theo nguyên tắc thực hành của một lẽ thật này để thực hiện bổn phận, để làm mọi chuyện, để làm người, thì chẳng phải ngươi đã có thay đổi rồi sao? Ngươi đã thay đổi thành người như thế nào? Ngươi đã biến thành người có thực tế lẽ thật rồi. Người có thực tế lẽ thật có phải là người hành động có nguyên tắc không? Người hành động có nguyên tắc có phải chính là người đạt được lẽ thật không? Người đạt được lẽ thật có phải chính là người sống thể hiện ra nhân tính bình thường rồi không? Sống thể hiện ra nhân tính bình thường có phải là người có lẽ thật, có nhân tính không? Người có lẽ thật, có nhân tính chính là người tương hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời rồi. Người tương hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời chính là người Ngài muốn thu nhận. Đây chính là trải nghiệm của người tin vào Đức Chúa Trời và được Ngài thu nhận. Đây cũng là quá trình con người từ ăn uống lời Đức Chúa Trời đến đạt được lẽ thật. Cũng là quá trình con người đạt được sự cứu rỗi. Con đường này chính là con đường mưu cầu lẽ thật, cũng chính là con đường được Đức Chúa Trời hoàn thiện.